Bạn, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề tồn động ở cái video trước. Chúng ta coi lại cái đề ha. Đầu tiên á, mình ôn lại coi cái đề, cái tập số, cái tập đầu tiên á, cái tập số 3 mình làm á, mình đã biết làm gì. Đầu tiên tạo mới một trình chiếu, bạn biết rồi đúng không? Bạn chỉ cần mở lên cái là xong. Thứ hai là bạn biết cài đặt theme rồi đúng không, và một design và bạn chọn theme thôi. Ô vô lệnh nằm ở chỗ nào bạn biết không? Nhớ ha. Các bạn biết đi vào chế độ Master View không? Chế độ Slide Master View nè, là vào View và chọn Slide Master thôi ha. Rồi các bạn đã biết đề mục cấp 1, khái niệm đề mục cấp 1, đề mục cấp 2 như thế nào, các bạn đã biết thay đổi cái icon của những cái đề mục đó như thế nào rồi, các bạn đã biết chèn clip art ra sao rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề còn lại ở cái câu số 2 này. Thứ nhất á, là quật art, chọn đúng kiểu quật art và chúng ta làm cái slide 1 này. Cái thứ hai á, là canh lề đúng thì ok rồi, cái này mình ok ha. Dùng sơ đồ Smart Art để mình vẽ cái này, là nhiệm vụ của chúng ta là Word Art và Smart Art để làm slide 1 và slide 3. Mình đọc cái này thử coi. À, dùng chức năng header footer để hiển thị số thứ tự slide. Các bạn đã biết hiển thị số thứ tự slide đúng không? Các bạn vào insert và slide number. À, các bạn footer, các bạn footer, rồi lát mình chỉ cho cái chỗ này mình lỗi rồi. Tại vì thí sinh sẽ gõ tên mình vào phần tác giả. Thôi gì cũng được ha. Gì cũng được. Rồi được rồi. Tại vì á, nó muốn á, là cái footer của mình á, là cái footer mẫu ở trong này thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cái footer mẫu là sao. Các bạn vào lại chế độ Master View, bạn vào View, vào Master View ha. Trong Master View này á, bạn chọn vô cái thằng đầu tiên để mình sửa. À, tại vì á, hồi nãy á, mình làm cái này á, là mình insert một cái edit text đúng không? Bây giờ mình xóa đi. À, nó muốn mình á, là phải điền cái footer nè. Footer nè phải là phần tác giả và tác giả phải điền tên của mình, cho nên mình làm làm như thế này. Rồi sau đó mình ấy vô cái cạnh, các bạn thấy là mình đè vô cái cạnh nè và mình kéo nó đi nè. À, đè vô cạnh mà kéo nó đi, đè vô cạnh mà kéo đi, bạn thấy ok ha. Mình vô home nè, mình chỉnh cho nó bự lên, mình chỉnh cái phông bự lên. Bạn thấy mình không có khối lại từng chữ đặng mình chỉnh phông bự, mà là mình bấm vô cái cạnh của nó đặng mình chọn nguyên cái hộp và mình chỉnh tất cả phông nó bự lên đó. Ok, được chưa? Cái phông này nó bự lên. Đó. Rồi. Sau khi mình làm cái này rồi thì mình phải hiển thị cái footer ra. Nếu mình không hiển thị mình tắt ra cho bạn coi. À, nó đâu có hiện cái hiển thị footer của mình ra đâu. À, thì mình sẽ vào view, mình vào master view. À. Mình bấm lại cái thằng này ha. Rồi, thằng này mình phải hiển thị cái master view của chúng ta ra. À, thì mình sẽ vô cái mục view. À, ở vô mục insert. Insert và chúng ta sẽ chọn header footer nè. Nó cũng giống như cái thằng slide number thứ hai này y chang nhau thôi, nó không khác gì hết. Mình tích vô đây đặng cho nó hiển thị cái footer của chúng ta ra và chúng ta apply, ta apply vô thằng này rồi ha, chứ đừng có apply to on. Rồi sau đó mình ra ngoài mình coi thử coi nó hiện chưa. Ồ, nó cũng không hiện các bạn. À, các bạn thấy nó chỉ hiện cái footer dưới nhỏ này thôi. Để bạn để ý, bạn để ý một cái điều rất là hay ở đây. À, đâu để ý nó hiện cái footer nhỏ đúng không. Rồi các bạn quay lại slide master, cái footer nhỏ là cái nào vậy? Chúng ta chỉnh trên này mà thằng dưới này nó không hiện. À, chỉnh trên này mà dưới này nó không hiện, nó chỉ hiện cái thằng này thôi. Như vậy á, chúng ta có thể để ý lại, chúng ta vô insert new slide nè, là cái thằng này chính là cái thằng thứ ba của chúng ta chứ không phải là cái thằng top top 1. À, cho nên chúng ta phải vào view slide master và chúng ta phải chỉnh lại cái thằng thằng này, chỉnh lại thằng này, tại vì thằng này chính là cái thêm mẫu của toàn bộ những cái thêm kia chứ không phải là thằng trên này. Chúng ta cứ chỉnh trên này hoài mà chúng ta không chỉnh thằng dưới này, tới khi cái thằng footer nó không có hiện gì hết đó ha. Tại vì bình thường á, mình biết á, là khi mình chỉnh cái footer ở trên này thì dưới này nó cũng sẽ di chuyển footer đó, mà không biết làm sao lần này mình chỉnh nó không ấy. Thôi thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái này, muốn chỉnh nó đơn giản, mình sẽ copy cái thằng này. Mình bấm Ctrl C ha, hoặc nhấp chuột phải copy, bấm Ctrl C đó. Ctrl C là gì? Ctrl nè và C nè, đúng không? Đè Ctrl và bấm nút C là xong, là nó sẽ copy đó. Thằng này mình sẽ copy ha, mình copy thằng này ha, copy mình xuống cái chỗ này, mình dục ra đây là nó sẽ ra đúng cái vị trí đó. Mình delete cái footer dưới này đi đó. Bây giờ mình load master view, mình coi thử cái ra chưa. À, như vậy là nó ra một cái footer nhỏ dưới này với cái này. À, thôi. À, để mình chỉnh lại cho bạn coi cho nó đơn giản ha. Slide Master View nè, mình cần chân dắt lại. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh thằng này Trần Quốc Hoài.
làm cũng không có nhanh, ủa không có lâu. Mình di chuyển nó qua bên này, mình chỉnh cái phông vô hôm, chỉnh phông nó bự lên là xong rồi. Mình đóng nó lại, chắc chắn bên này nó hiện. Nhưng mà bạn thấy nó hiện cái gì? Nó chỉ hiện cái footer chứ nó không có hiện Trần Quốc Hoài, tại sao vậy? Tại sao vậy? Chúng ta sẽ quay lại cái slide master của chúng ta. Chúng ta đã chỉnh thằng này Trần Quốc Hoài rồi mà nó không có hiện, lý do gì? Lý do nó chưa có đồng bộ được. Nó chưa có đồng bộ giữa giữa cái này với cái kia, đó là cái lỗi của phần mềm thôi. Bây giờ chúng ta muốn nó đồng bộ á thì chúng ta vào là insert và header footer, chúng ta chỉnh lại cái thằng này. Giờ chúng ta bấm dấu cách hay là thêm cái số rồi đó, apply nó một cái. Rồi, chúng ta phải chỉnh lại ha, chúng ta phải chỉnh lại. Tại vì á lúc đầu á chúng ta chỉnh ở trên này á, header footer thì nó là cái này. Nhưng mà khi xuống này á, chúng ta chỉnh header footer nó không có cập nhật, không cập nhật xuống dưới này. Chúng ta tắt ra, chúng ta sẽ thấy nè, nó hiện ok chưa? Hồi nãy là nó hiện footer, bây giờ mình thêm ba cái số cuối vô thì nó hiện là như đây. Bây giờ mình chỉ việc là quay lại. Và mình làm gì? Bạn đang ở chỗ này ha, các bạn vô insert bằng header footer, giờ bạn delete nó, chúng ta sẽ có cái của mình. Ta đóng cái thằng này lại là xong, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái thằng này, quay lại thằng này. Thằng này thì thực sự mình không cần thiết hai này, mình delete nó đi đó. Các bạn thấy là mình bấm con chuột đây, mình kéo đây nặng, mình khói hai này lại, mình delete nó. Rồi thằng này mình cũng không cần thiết nữa, mình delete nó. Tại vì gì? Tại vì á, là chúng ta làm slide mỏng, chúng ta làm cái chữ thư viện quốc gia thôi, rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta bấm thằng này thư viện quốc gia. Thực sự mấy này nó tự động cấp lốc rồi. Đó, nó tự động cấp lốc rồi cho nên mấy bạn thấy nó thoải mái ha. Rồi bây giờ đầu tiên á, là mình phải chỉnh format cái dạng là bẻ xuống bẻ lên gì ha, cái dấu á vuông nè. Thì mình sẽ bấm vô đây, mình vô một format, format thì nó nằm ở cái mục word art nữa bạn, word art nè, word art style nè, nó word art style. Style này thì lát mình chỉnh sau. Bây giờ mình muốn bẻ nè, mình muốn bẻ lên, mình muốn bẻ kiểu này nó được chưa. Thì mình vào text effect hiệu ứng của chữ và mình transform nó. Các bạn cứ đi vô đây thì mình quay video thì mình không có nói nhiều, tại vì nói nhiều rất tốn thời gian. Các bạn cứ ví dụ như mình đang nằm ở một quật ạt đúng không, ta đang giải quyết vấn đề quật ạt, thì các bạn cứ coi thử coi mấy nãy nói cái gì đây, text field là sao, text field là nó tô màu, cũng cho thằng text field là tô màu nè, cho thằng thằng chữ nè, text là chữ nó. Mình bấm Ctrl Z quay lại ha. Text outline là gì, là nó làm cái viền cho cái chữ dạng vậy. Bạn để ý bạn coi thằng relax là nó tạo một cái gọi là cái bóng chiếu á, độ chiếu á, giống như mình ở dưới sông gì đó. Nó các bạn tham khảo. Bây giờ mình sẽ đi vô cái mục bẻ chữ, bẻ chữ là transform nó, thì mình sẽ kéo xuống mình tìm mấy này nó cong cong, mình đang muốn cái gì, đang muốn nó bẻ cái góc, mà bẻ góc này được không? Không, không được, tại vì góc của ta bẻ nó phải là đều nhau. Bẻ này được không? Thằng này nè các bạn, bẻ này được không? Bẻ này thì khi mà bẻ xong bạn thấy cái này nó lại mắc cái lỗi là nó không đủ chỗ đựng cho thằng da này. Cho nên á đầu tiên á là mình quay lại đây, quay lại cái đề mình coi. Cái cạnh này bên này, cái cạnh này đầu tiên mình phải chỉnh cái bót trước, rồi sau đó mình chỉnh cái phông sau. Mình chỉnh cái bót ha, cái bót của nó là đi ra đây chút xíu đó, đúng rồi, ra đây chút xíu đó, đúng rồi. Chỉnh hai cái đó một cái là tự nhiên cái chữ nó bự ra như vậy. Rồi mình có thư viện quốc gia, nhưng mà cái đề của bạn để ý yêu cầu là gì, chọn đúng kiểu word art cho tiêu đề. Đúng kiểu quật ạt là mình bẻ cái này rồi, nhưng mà nếu mà đi sâu vô một cái nữa các bạn, đi sâu vô một cái nữa các bạn thấy là cái kiểu này nè, nó đâu đâu giống kiểu mình đâu. Cái hình chữ này nó hơi bon bon chút xíu, nó hơi phù phù một xíu đúng không, còn mình là nó ấy quá. Giờ mình sẽ quay lại chọn vô nó, và vô cái mục format. Khi mà bạn chọn vô mục nào đó nó sẽ có cái mục mới là mục format, để mình chỉnh cho cái thằng đó thôi. Mình vô format là mình chỉnh lại và style nè, chúng ta chỉnh qua cái style nè, các bạn thấy bon bon lên là dạng này phải không, dạng này nó
nó bon bon lên đó bạn. Nó bon bon lên mà, tức là nó phù phù lên á, nhưng mà nhắc vô thì nó không có, mình thả ra thì nó bon. Cho nên khi mà chỉnh quạt ngạt, mình khuyên các bạn là nên bấm vô đây, đừng cho nhảy tét. Mình muốn chỉnh cái kiểu nào cũng được, mình sẽ coi trực tiếp luôn đúng không? Dạng gì? Được chưa? Và các bạn thấy là bình thường nó in hoa, bây giờ nó không in. Bây giờ mình sẽ giải quyết vấn đề này sao? Mình muốn nó in hoa chữ lên hết. Thì nó có tính năng in hoa, các bạn vô Home. Các bạn coi cái một phông nè, phông là mình quản lý chữ á. Mình sẽ bấm vô cái nút này, change case. Bấm vô nó. Thì in hoa tất cả hoặc là viết thường tất cả. Hoặc là viết hoa những chữ đầu. Nó sẽ cho mình hết luôn, mình sẽ in lên tất cả là xong. Mình nghĩ là hai này nó khá giống nhau rồi đó bạn. Khá giống rồi, thôi kệ nó đi. Mình biết cách làm rồi đúng không? Các bạn biết quạt ạt là gì chưa? Quạt ạt nằm ở đâu? Chọn vô nó và bây giờ một format chọn quạt ạt đúng không? Bạn biết bẻ chữ như thế nào không? Vô text effect và transform thôi. Rất là dễ đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái slide thứ ba, là cái cuối cùng của chúng ta. Chúng ta giải quyết xong hết đúng không? Chúng ta giải quyết xong cái quạt ạt, giải quyết xong cái header footer, giải quyết xong smart ạt. Ồ bây giờ giải quyết cái smart ạt nữa là xong cái này. Sau đó chúng ta sẽ đi qua transition và animation sao. Rồi bây giờ mình sẽ giải quyết cái vấn đề cuối cùng nữa là smart ạt. Smart ạt mình nhìn vô cái hình này. Đề thì yêu cầu dùng sơ đồ smart ạt chứ không phải dùng sáp. Sáp là mấy cái hình dạng á. Sáp là mấy cái này nữa bạn. Insert sáp là cái này nè, cái hình dạng nè. Bạn có thể chèn cái hình dạng để tạo ra cái đó cũng được. Nhưng bây giờ nó yêu cầu smart ạt. Bây giờ chúng ta coi lại cái dạng smart ạt là dạng gì, dạng quy trình, tiến trình nó đi gì 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 tới này này. Đầu tiên đăng ký tên, sau đó chọn sách, điền thẻ đăng ký, đưa chủ, đưa thủ thư, nhận sách, hẹn ngày, trả. Bạn thấy là nó làm theo một cái quy trình. Như vậy chúng ta sẽ nhấp vô smart ạt. Nhấp vô nó thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều cái để chọn. Chúng ta đừng có chọn cái mục on. On là nó gồm tất cả những cái mục này luôn. Nó gom lại tất cả nằm đây. Không được ha. Chúng ta vô cái mục này, chúng ta sẽ tham khảo từng cái. List là danh sách. Nó sẽ chia ra dạng danh sách. Các bạn có thể bấm vô để bạn coi nó bự hơn. Nó cái dạng của nó sẽ sắp xếp kiểu danh sách. Thực sự ở đây nó có 3 cái nhưng mà bạn có thể thêm 5 7 cái vô cũng được, không có gì hết. Process, process là một cái tiến trình giống y chang như cái mà chúng ta đang đang dự định nè. Nó là một cái tiến trình. Giờ cycle, cycle là vòng tròn. Chơi bồng binh á, Trường Giang nó chơi bồng binh á, vòng tròn. Các bạn thấy là nó sẽ tạo một cái chu trình, cái giống như dạng chu kỳ sống của một cái con ruồi gì đó, con muỗi á. Hi Hi này á là muỗi mập á. Hi này á là dạng như là sơ đồ cây phá hệ á các bạn. Cây phá hệ bạn có thể chọn. Relationship là có cái sự quan hệ, cái mối quan hệ của nó. Tức là thằng này cộng này bằng kia dạng vậy mấy đó các bạn. Chủ yếu là bạn nhìn hình và bạn chọn thôi. Ở đây á, parameter là ha, các bạn cứ nhìn hình. Ở đây á, thì mình xài cái tiến trình. Tại sao? Tại vì này nó đi theo cái tiến trình. Các bạn nếu mà bạn thử bạn xài Hiachi thử làm thử, tại vì mình làm thử rồi nó không được. Dạ bạn làm đi, các bạn sẽ thấy tại sao không được. Bạn không thể chỉnh được những cái cạnh này. Thì cái process này nó có thể chỉ cho có thể làm cho chúng ta cái cạnh. Bây giờ chúng ta nhìn nè, thằng này nó hình mũi tên không phải, tại vì nó yêu cầu là cái cây này đúng không, cái cây này mà này không phải, này không phải, mấy cái mũi tên này không phải. Ta coi lại ha, mấy này không phải, ta coi này cũng mũi tên, này mũi tên nhạc. Mũi tên cũng được rồi, thằng này được nữa bạn, thằng này nè. Thằng này được đúng không, cái dạng di chuyển của nó. Ok mình sẽ insert cái đó. Bây giờ khi mà insert vô nó sẽ ra cái này. Chúng ta bấm cái nút này nè các bạn. Bình thường máy ra này các bạn, nhưng mà nó gây khó chịu cho chúng ta bấm nút tắt nó mà chúng ta không biết mở ra sao. Mở ra thì chúng ta bấm vô cái cây này, bấm vô cây này nó sẽ tự mở ra. Bây giờ ta sẽ chỉ cho bạn cái cách mà các bạn đi. Này nó cũng hơn. Bây giờ mình sẽ xóa hết ha, xóa hết đi. Các bạn thấy tôi xóa như thế nào nha. Tôi đè chuột đây, tôi bấm chuột, tôi đè ha, tôi đè và tôi kéo lên trên này. Tôi sẽ chọn hết đó, tôi bấm nút backspace hoặc nút delete, tôi xóa hết. Giờ tôi sẽ đánh cái tiến trình, tôi đăng ký tên, chọn danh sách nè. Đầu tiên tôi đăng ký tên. Đăng ký tên nè, sau đó tôi chọn danh sách. Chọn danh sách. Tôi đánh nhanh quá cái nó bị lỗi quá. Điền thẻ đăng ký, đưa thủ thư.
điền thẻ, đăng ký, đưa thủ thư, cái gì nữa, nhận sách và hẹn ngày trả. Nhận sách, cứ mỗi lần xong tôi bấm enter và hẹn ngày trả. Rồi xong. Xong ha. Xong rồi thôi. Bây giờ chúng ta tắt này đi. Chúng ta xong cái nhiệm vụ của nó rồi. Bây giờ này nhận sách nè, bấm hai cái rồi nhận sách rồi thôi. Sai chính tả này nó cũng không có quan trọng lắm bạn. Bây giờ tôi sẽ để quan trọng trong PowerPoint là cái box, tôi đã nói với bạn rồi, cái box. Thì cái Smart Ad nó cũng có cái box của nó. Khi mà bạn ra ngoài bạn không thấy, bấm ra ngoài không thấy, bây giờ bấm vô nó cái bạn thấy cái dòng là bao quanh, là cái box của nó bao quanh đó. Thì bạn bấm nè, ba nút mũi tên nè, ba nút nè, ba nút nè, bạn thấy không, thấy không đó, ba bốn nút nè đó, thì nó vẫn như là cái box bình thường thôi. Đặc biệt của này á, các bạn muốn 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 kéo thằng này á, các bạn thấy nè, khi mà nó có mũi tên này nó hiện ra này, người ta tắt nó đi. Thì bạn cứ thấy bốn nút đây nè, bạn rê chuột đây, chứ bạn đừng có bấm vô đây ha, bạn cứ rê chuột nhẹ nhẹ vô đây thôi, nó các bạn kéo thôi, kéo ra ngoài đây. Để mình coi thử coi nó kéo ra tới ngoài đây và kéo ra sát bên này. Ok, kéo tới đâu thì mình kéo đó thôi. Các bạn thấy tôi để chuột vô chính giữa nè, để chuột chính giữa và chuột nó nằm ngang nè tôi mới kéo. Còn các bạn để chuột đây mà bạn kéo là bạn bậy ha, bạn kéo nguyên cái hình, bạn muốn kéo giãn ra bạn để chuột ngay giữa cho nó ra hai mũi tên ngang vậy nè, rồi bạn kéo ra sát bên. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ di chuyển mấy thằng này. Chúng ta sẽ bấm vô đây, chúng ta di chuyển. Ở đây tôi thấy là nó khá là bự đó nha, nó khá là bự á. Tới thằng thứ hai nó sẽ nằm ở đây, thằng thứ ba đó nó sẽ nằm bên dưới, thằng thứ tư sát bên qua đây. Rồi ok, thằng thứ ba nằm bên dưới, thằng thứ tư nằm sát bên. Ôi trời, bây giờ tôi thấy một cái điều rồi. Bây giờ tôi sẽ còn Ctrl Z lại để cho bạn dễ thấy ha. Cái vấn đề ở đây á, là mấy cái hình này nó bự quá, nó bự quá. Bây giờ tôi sẽ chọn hết, tôi bấm, tôi sẽ chọn hết. Bạn thấy nè, tôi bấm vào đây, tôi kéo gì, nó không có chọn hết mấy cái hình này. Muốn chọn hết đó, bạn bấm vô nó, bạn đè nút Ctrl ha. Tôi sẽ đè nút Ctrl, tôi đè nút Ctrl và tôi chọn thằng này, được không? Tôi đè nút Ctrl và tôi chọn những cái thằng còn lại, được không? Đó là trên bàn phím của tôi á. Đây, tôi đè nút Ctrl và tôi chọn hết những cái hình này, nó, tôi chọn hết này. Rồi tao phải làm cho cái hình này nó nhỏ lại, muốn cái hình này nhỏ lại thì cái chữ của nó cũng nên nhỏ lại, đúng không? Cái chữ nó, đúng rồi, cái chữ nó phải nhỏ lại. Và chữ nhỏ lại như thế nào là đủ, bạn thấy điền thẻ đăng ký nó ở hai hàng hai chữ rồi. Ok, điền thẻ đăng ký rồi, ok, được được. Chữ nhỏ lại một xíu tại vì cái hình của chúng ta sẽ nhỏ lại. Muốn mà làm cho cái hình này nhỏ lại, các bạn có hai cái mục Smart Ad Tool nè. Smart Ad Tool là những công cụ Smart Ad. Thì các bạn chọn cái format. Format để làm chi? Để chỉnh cái kích cỡ của những cái hình này. Chiều 2 là chiều cao, bạn thấy đi lên đi xuống là chiều cao, và wide là chiều rộng, đi qua đi lại là chiều rộng nè, thấy không? Mình muốn á, là muốn cho thằng này nó nhỏ lại cả về chiều cao và chiều rộng, cho nên mình bấm vô nút này để mình chỉnh cho nó nhỏ lại. Được không? Và cả chiều rộng nó cũng phải nhỏ lại. Nó được không? Nhỏ lại. Nó hai hai thôi. Chiều cao nhỏ lại chút xíu. Chiều cao nhỏ lại cái nó làm cho chiều rộng giãn ra hả? Thì mình chiều rộng mình nhỏ lại thôi. Anh em bạn bè đó, cái này là nhỏ quá, chọn danh sách này nó không đúng rồi. Ôi, chọn sách chứ đâu phải chọn danh sách. Rồi đăng ký tên, hẹn ngày trả. Rồi ok, khá là đẹp mấy bạn. Mình thấy là khá là giống rồi đó. Nhưng mà thằng này á, nó không có tô màu, nó không có tô màu. Đúng không? Nó không tô màu. Rồi ok, nó không có tô màu. Cho nên á, bây giờ tôi sẽ vô design. Design, design là gì? Là design cái smart ad này. Vô design để làm chi? Để chả làm gì cả. Chúng ta muốn cho thằng này á, nó không có shape fill thì chúng ta sẽ chọn no fill. Mà khi mình chọn no fill á, bạn thấy cái điều gì nó xảy ra vậy? Nó mất tiêu. Mất tiêu lý do gì? Là cái nền của nó màu trắng, mà chữ của chúng ta cũng màu gì? Cũng màu trắng, đúng không? Cho nên không đúng. Chúng ta còn Ctrl Z lại. Shape fill. Bây giờ chúng ta sẽ tô vòng tròn trước. Ta sẽ tô vòng tròn trước. Tô vòng tròn trước thì chúng ta sẽ chọn đây. Bạn shape outline nè. Shape outline tức là cái dòng ở bên ngoài của cái hình này. Thì bạn chọn cái kích cỡ của nó khoảng như đây thôi ha. Bạn thấy tôi rê chuột lên, bạn thấy đây. Cỡ như đây. Rồi, sau đó tôi sẽ tô cái màu cho cái shape này. Tại vì màu của nó là
màu hồng đi, tôi không có nhìn thấy màu màn hình của tôi nó bị hư rồi. Outline thì tôi sẽ cho nó màu hồng ha, màu hồng. Rồi sau đó đó tôi xếp fill của nó màu trắng, tại vì cái chữ ở trong cái shape đó là màu trắng mà cái nền của nó cũng màu trắng. Xếp fill tôi no color đi, đó chữ nó màu trắng nền cũng màu trắng cho nên nó bậy. Bây giờ tôi chỉ cho bạn hai cái khái niệm khác nhau giữa no color, no fill và màu trắng. Màu trắng là mình làm gì, mình chọn màu trắng tức là mình điền nguyên, mình tô nguyên cái hình này vào cái màu trắng. Còn nếu mình xài no fill là sao? No fill là mình không có tô gì cả, không có tô gì hết trơn à, cho nên cái hình nền của nó chính là nền của thằng dưới này, nền của thằng này. À rồi, à bây giờ tôi sẽ lỡ gì ha, lỡ tôi đã chọn 6 thằng rồi, tôi vào home và tôi chỉnh cái màu của chữ lại cho nó màu đen đi. À, thì chữ nó tự động nó hiện lên lại màu đen hả, các bạn hiểu cái cơ chế của nó ha. Rồi bây giờ tôi sẽ di chuyển thằng này ra đây, à, chọn sách ra đây, à, điền thẻ ra đây, bạn canh cho nó ấy ấy. Còn nếu mà canh không được á thì mình sẽ chỉ cách cho bạn canh, nó rất đơn giản. Thằng này lên trên này đúng không, và hẹn ngày trả ra này. Ôi cũng không được rồi các bạn, cho nên là tôi sẽ chọn lại hết mấy này, tôi sẽ làm cho nó nhỏ lại nữa, vô format và tôi sẽ làm cho nó nhỏ lại thêm miếng nữa. Đó, chiều rộng của nó nên nhỏ lại chút xíu nữa. Rồi ok, à, thằng này thằng thứ hai nè ha, à, thằng này thằng dưới này, thằng thủ thư. Bạn thấy những cái đường gạch của nó đó là nó bị lỗi rồi, lát mình chỉnh lại sau và hẹn ngày trả. Ôi chà, nó cũng vậy thôi, mình sát mấy này lại chút xíu đi, thằng ký này đi ra đây chút xíu, thằng này ra đây, thằng này sát sát lại chút xíu đi. À, bạn canh cho nó đều đều chút xíu. Ôi chà, mấy này nó cũng còn còn bự quá, vô format và chỉnh cái quay nó nhỏ lại chút xíu, chiều rộng cũng nhỏ lại chút xíu để cho nó điền đủ hết chiều cao nè, chiều rộng lên vừa vừa thôi. Nếu mà hai này nó cũng xấu như vậy, các bạn chỉnh cái phông nhỏ lại một xíu ha, chỉnh phông nhỏ lại, vô format chỉnh cái quay nhỏ lại. Rồi xong, mình nghĩ là đầy là được rồi đó. Đăng ký tên, dạ lỡ bấm vô chúng đó rồi đây. À, bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn một cái thủ thuật nhỏ. Các bạn vào nút home, các bạn thấy nè, arrange nè, arrange là sắp xếp nó, đưa nó lên đầu đưa xuống dưới gì đó. Ở trong này á, nó có cái mục á, là align. Align nè, trong cái align này á, là canh chỉnh, canh chỉnh thì các bạn chọn cái view grid đi. Các bạn chọn view grid tức là nó sẽ cho bạn những cái đường vuông vuông, những cái ô vuông thì bạn có thể dễ dàng canh mấy này. Mấy cái dễ dàng canh mấy này. Các bạn thấy thằng này nè, à, là cái sự liên hệ giữa hai này đúng không? Sự liên hệ hai này. À, thôi thì tại sao mà đây á thì cái nền nè của này nè nó che, à, nó che mà của mình á thì thằng này nó lại hiện ra. Lý do là gì? Là nãy tôi đã no fill nó, bây giờ tôi chọn hết mấy này lại, tôi đè control ha, tôi đè control và tôi chọn hết mấy này lại, tôi vô format và set fill, tôi fill màu trắng nó, fill màu trắng nó, được không? Fill màu trắng đó là tự động mấy cái này nó bị cái nền trắng nè nó che lại, à, cho nên mình có cảm giác như là nó bị che. À, giờ tôi sẽ quay thằng này, bạn quay các bạn không có quay nó vuông góc được, cho nên nó tôi chỉ bạn một chiêu nữa, một chiêu nữa đặng quay cái thằng này, à, đứng gì được không? Thôi lát lát tôi chỉ sao. Bạn vô đây nè, bạn canh cho này nè, à, khi mình bật cái solid đó thì nó sẽ cho chúng ta, à, nó sẽ đưa mấy này vô một cái grid rất là đẹp. Đó. Chúng ta sẽ rất là dễ dàng để canh chỉnh mấy này hơn. Được không? Rồi. Dạ, bấm vô cái cạnh nó và di chuyển ha. Xong chưa? Xong rồi nha. Ồ, hai này nó chưa chưa có cân. Chưa cân, tôi đưa nó lên đây miếng. Rồi, cân rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh tiếp mấy cái cạnh này. Mấy cạnh này thì tôi sẽ cho nó nhỏ nhỏ lại một xíu. Quá là không được rồi. Rồi ok, thằng này đi, thằng này bây giờ chúng ta sẽ phải quay quay nó và di chuyển nó cho nó vô chính giữa này, mà tôi quay 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 tôi canh không bao giờ để nó vuông góc được, bạn thấy để ý ha. À, cho nên đó mình phải sử dụng chiêu nhỏ là mình đè nút shift, bạn đè nút shift rồi bạn mới quay, đè nút shift rồi bạn mới quay nè.
thì nó sẽ quay theo một cái góc, một góc đó, được không? Đè nút shift vô bạn quay nè, nó bạn đè nút shift trên bàn phím đó, và chuột bạn quay thì nó sẽ quay theo một góc 90 độ rất là đẹp, nó được không? Nó vuông góc rồi đó, được chưa? Thằng này cũng vậy, các bạn đè nút shift vô bạn quay, thằng này nó vuông góc thôi, thằng này vuông góc thôi, và thằng này nó cũng vuông góc vậy thôi. Bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta coi thử coi. Quay lại cái đề, thằng này cạnh bự, cạnh ấy ấy, ấy nhỏ rồi, ok. Thôi cho thằng này bự, mấy cạnh này nhỏ lại đi, mấy cạnh này nhỏ lại. Các bạn không không có chỉnh mấy đó nhỏ lại kiểu mà kéo kéo như vậy, các bạn chọn hết, bảo bạn vô format, bảo bạn chỉnh cái chiều cao của nó nhỏ lại là xong, được không? Đó là xong. Đó, mấy này nó nên to hơn không ta, nó nên có màu đậm không ta, tại vì tôi không có thấy màu cho nên tôi cũng không có có ấy được nữa. Nói chung là cái slide bar này quay lại đây, slide bar với ok chưa, slide bar hoàn toàn ok ha. Để bold chữ lên đi, bold chữ lên cho nó giống giống rồi xong. Slide bar ok, slide 2 ok, slide 1 ok chưa, ok hoàn toàn ok ha. Các bạn đã hiểu, cái cách làm hết của mấy này rồi, tôi thấy là rất rất là dễ, được không? Đó, các bạn đã biết smart ad như thế nào chưa, biết word ad như thế nào không? Rồi, tại vì đây là cái đầu tiên cho nên là tôi chỉ cơ bản để cho các bạn biết thôi. Sau này chúng ta sẽ đi sâu vô để coi coi những cái thằng này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào, làm sao nữa nhé, word ad nó sẽ còn có những cái tùy chọn như thế nào nữa. Rồi xong, còn cái gì nữa không ta, để tôi coi lại coi. Thằng này word ad rồi, ok, xong rồi thôi.